không xem lại pha ghi bàn này của Công Phượng. Đã có những nhịp cản phá của cao thủ Việt Theo. Công Phượng vẫn quyết tâm kéo tới cùng. Có thể nói là mọi nhịp xử lý của anh trong pha đấu tới bàn thắng vừa rồi là biến thiên. Công Phượng đi, ghi bàn. Công Phượng đã có bàn thắng cho Công Phượng. Bàn thắng thứ hai của Công Phượng trong hai trận liên tiếp của anh. Công Phượng. Quang Huy vừa rồi đã kèm viết phú không tập trung. Công Phượng đá phá góc tạo ra độ uốn, bóng đến đúng tầm đầu của viết phú.